Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Bạn đang chiếm vị trí độc tôn trong lòng của ai lúc này và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi à, bạn đang chiếm giữ vị trí độc tôn trong lòng ai lúc này và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người có thể là đã trải qua những cái giai đoạn của sự mệt mỏi hoặc là dạo gần đây các bạn khó ngủ một số bạn các bạn có những cái sự liên tiếp gì đó trong quá khứ ha và mình thấy dường như các bạn đang có sự gặm nhấm những nỗi buồn riêng có thể bạn đang bị mắc kẹt đang bị mất phương hướng về tương lai phía trước hoặc bạn không biết mọi thứ trong tương lai nó sẽ như thế nào hoặc các bạn đang bị dính vào một cái vấn đề nan giải gì đó bạn đang rất là mong muốn được giải thoát ở đây à, hoặc thậm chí có thể là một số bạn các bạn đang rất là bận rộn Uh, nhiều việc phải làm và các bạn chưa có nhiều thời gian để có thể cân bằng lại nghỉ ngơi hoặc là một vài bạn có khả năng có những vấn đề liên quan đến uh, đôi mắt của các bạn ha ừ. hoặc là sức khỏe các bạn cho nên các bạn cũng nên uh, giữ gìn sức khỏe của mình trong thời điểm này một vài bạn các bạn đang cảm thấy khá là đơn coi, khá là cô đơn trống uh, vắng và có thể xung quanh cuộc sống của bạn có rất là nhiều người nhưng mà bạn luôn có những cái khoảng lặng ha những cái sự gọi là à, lẻ loi một mình ở đây ừ. mình thấy các bạn đang lên kế hoạch một cái điều gì đó trong thời gian tới hoặc sắp có những tin tức những cái thông điệp gì đó được đến được đưa đến với các bạn ừ. một vài bạn ở đây thì mình thấy các bạn rất là quan tâm nhiều đến gia đình cha mẹ ha à, một số bạn có thể là cha hoặc mẹ đơn thân ở đây và đồng thời có thể một số bạn các bạn đã lập gia đình các bạn cũng vô xem ha giải trí là như vậy các bạn là những người có sự gọi là tự mình gây dựng nên tất cả cuộc sống của bạn thì do bạn làm chủ à, mình thấy dường như là mọi thứ bạn đều phải tự mình giải quyết bạn không có thể trông cậy vào ai hết không có thể nhờ vả được kiểu như là um, bạn là một người có một cái sự tự lực cánh sinh ừ. rồi để mình xem coi bạn đang chiếm giữ vị trí uh, độc tôn trong lòng của ai lúc này ở đây mình thấy người này có thể là trong cuộc sống của họ thì họ quan tâm nhiều đến vấn đề tài chính đó à, người này mình thấy dường như là họ rất là thích uh, những cái um, điều gì đó mà mang tính uh, thẩm mỹ uh, nghệ thuật hoặc là điêu khắc rồi đó à, họ thích những cái hoa văn độc đáo ha um, sáng tạo và họ rất là có khiếu thẩm mỹ cao um. người này mình thấy họ có trực giác cao họ có sự gọi là tinh tế và họ có khả năng thấu suốt mọi điều có học thức, có kinh nghiệm Hoặc họ có đức tin mạnh mẽ Và cái người này họ cũng là một người ít nói Hoặc là có sự hơi bị thâm trầm một chút Và đây là một người kiếm tiệm khá là giỏi nha Nhạy bén trong cuộc sống Và có sự trung thành, trung thủy, tận tâm, tận tình Và người này mình thấy trong cuộc sống của họ Có rất là nhiều những cái khó khăn Nhưng mà thấy họ có một cái lòng đam mê nhiệt huyết Họ đã muốn thì họ sẽ có một sự cố gắng Để đạt được cái uh, kết quả cao nhất À, đây là một người trong cuộc sống của họ họ rất là thực tế nói chung là mình thấy họ toàn nghĩ đến tiền thôi ừ. họ luôn cố gắng xây dựng cho mình một cái đế chế ha một cái cuộc sống an toàn ổn định về mặt tài chính ừ. à, và đôi khi có khả năng là một người khá là nghiện công việc nữa đó ừ. rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì bạn đang chiếm cái vị trí độc tôn trong lòng của ai lúc này thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha mình thấy cái đối tượng này có thể là họ đang trong một cái giai đoạn cũng uh, vướng mắc cái điều gì đó ha chưa có thể tháo gỡ được à, hoặc là đây là một người có thể họ đang cần rất là nhiều thời gian cho bản thân của mình để nghỉ ngơi để cân bằng sức sống tinh thần và người này mình thấy dường như họ đang có những cái vấn đề vướng mắc về vấn đề tiền bạc tài chính ừ, hơi trăn trở ha hoặc là họ đang cố gắng bảo vệ kiểm soát mọi thứ mọi việc mọi điều à, và họ chưa có quá nhiều những cái hành động uh, nhiều đối với bạn mình thấy là như vậy và ở đây thì đây là một người họ đang cố gắng bảo vệ sức khỏe nữa có khả năng họ cũng có những vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc là tinh thần của họ có sự giảm sút họ là một người có một cái ý chí kiên định ha à, nhưng mà thời điểm này có thể họ đang bị thử thách chẳng hạn người này mình thấy họ mang nguồn năng lượng nam họ đang có một cái sự kiểu như là rất là năng động hoặc là rất là nhiệt quyết, rất là chủ động trong cuộc sống là một người rất là muốn giải quyết mọi thứ mọi điều một cách gọi là gọn gẽ và hơi nóng tính một chút ừ, đây là một người không có sợ gì hết có sự can đảm có dũng khí cao và đối tượng này thì có thể họ đang cố gắng cân bằng để tìm ra cái hướng đi cho cuộc đời của mình hoặc là cho những vấn đề gì đó họ đang có một sự phân dân giữa hai quyết định hai lựa chọn gì đó ở đây và cái người này mình thấy họ cũng có cái sự hài hước sự hóm hỉnh sự vui vẻ người này mình thấy dường như là họ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau hoặc đây cũng là một người đang rất là muốn tìm kiếm nhiều cơ hội để có thể gia tăng tài chính nhiều hơn mình thấy là như vậy đây mình thấy người này là một người họ có khả năng bảo vệ cho người khác một cái người rất là uh, dũng mãnh và người này mình thấy có thể là họ có đôi mắt khá là đẹp ha à, có thể là mắt hai mí và đối tượng này thì mình thấy họ là một người cũng có khả năng chữa lành hoặc là họ có những cái kiến thức uh, về vấn đề chữa lành về mặt sức khỏe hoặc họ có khả năng tự chăm sóc cho sức khỏe của mình Người này mình thấy họ cũng hay cầu nguyện ha à, có thể họ có đạo đó họ hay cầu nguyện hoặc họ có niềm tin và ơn trên rất là mạnh mẽ ừ. và đây là một người họ có rất là nhiều những cảm xúc à, họ hơi nhạy cảm một chút à, và họ cũng có cái um, sự gọi là những cái nhạy cảm của họ đôi khi cũng giúp ích cho cái công việc của họ giúp cho họ có khả năng gọi là tránh khỏi những cái rủi ro nào đó đây là một người họ biết yêu thương bản thân và chấp nhận bản thân của mình chấp nhận những cái khiếm khuyết của mình và biết cách gọi là cân bằng và cố gắng thay đổi tốt hơn ha mình thấy là như vậy tại sao bạn lại chiếm vị trí độc tôn trong lòng của họ Bởi vì đối với họ thì bạn đem đến cho họ có sự đủ đầy à, Ở đây mình thấy dường như cái người này Họ đã từng có những cái giai đoạn mệt mỏi gì đó Và bạn giống như là đến giúp cho họ có sự hồi sinh vậy đó ừ. Và họ muốn xây dựng gia đình với các bạn Một số bạn có thể là bạn cũng đã biết là ai rồi Có thể một số bạn đang trong mối quan hệ tình yêu với nhau Và và người này thậm chí một số bạn đã kết hôn với nhau rồi ha là người phối ngẫu của bạn và người này mình thấy họ có sự gọi là đặt chọn tâm tư ha và trong mối quan hệ với bạn ha đặt chọn tâm tư tình cảm và có sự cam kết vững chắc một số bạn có khả năng là một những người yêu mới của nhau ha à, và ở đây thì có một vài bạn là có một số bạn là 10% là có đối tượng các cái nó chia tay hoặc là có một vài bạn có thể là người thân đã khuất của các bạn cũng có nha À, quay về với cái người này thì mình thấy người này họ cảm thấy um, thỏa mãn khi có được bạn họ cảm thấy hài hòa họ cảm thấy hạnh phúc ha họ cảm thấy như là cuộc sống của họ uh, đạt được cái uh, thành quả xứng đáng sau cái khoảng thời gian họ nỗ lực sống tốt hoặc là họ tìm kiếm mãi họ cũng mới tìm được một cái người như bạn ha một cái người um, họ xem khá là thần tượng về bạn kiểu như là họ cảm thấy bạn là một người có lòng biết ơn to lớn nè một người cũng có sự gọi là độc lập cũng có khả năng uh, giỏi giang cũng là một người biết uh, suy nghĩ cũng là một người biết gọi là thay đổi bản thân tốt hơn à, và cái người này họ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với bạn ừ. ở đây có một số bạn 10% phần trăm cái nói chia tay mình thấy khả năng là cái người này họ muốn hàng gắn ha muốn chịu lành Ừ, họ muốn có một cái sự hành động sau cái sự kết thúc này bởi vì có khả năng là khi mà xa nhau họ nhận ra bạn là cái người đem đến cho họ cái tình cảm đông đầy mà khó có thể kiếm được ở người khác thậm ừ. chí có khả năng cũng có tìm hiểu người khác hoặc là ai đó giới thiệu nhưng mà dường như không ai đem đến cho họ cảm giác uh, như là gia đình đối với bạn vậy đó à đó có một số bạn là kết nối chia tay ha họ e ngại để uh, kết nối các bạn ừ. họ ngại nói chuyện họ ngại nhắn tin họ ngại liên hệ với các bạn à, họ nhớ um, kỹ uh, vào cái ngày uh, chi tiết vào cái ngày đó có thể một số bạn là yêu nhau thì họ nhớ cái ngày mà hai bạn quen nhau hoặc là những bạn ngắt kết nối chia tay họ nhớ cái ngày mà các bạn chia tay với nhau ừ. À, họ rất là muốn nói cho bạn biết cái điều mà họ đang nghĩ họ đang cảm nhận ha à. họ ước gì họ đối xử với bạn tốt hơn ha. À, đây toàn là những cái nỗi lòng của những cái người à, ngắt cái nói chia tay do có quá nhiều điều muốn nói mà chưa kịp nói ha kiểu như vậy à, họ có thể cảm nhận được bạn thậm chí khi các bạn có sự rời xa nhau ừ. rồi để mình xem coi đối với những bạn uh, năng lượng nam xanh trái bài thì uh, bạn đang chiếm giữ cái vị trí độc tôn trong lòng của ai lúc này ha. Ở đây mình thấy là đây là một người họ đang có một cái sự lén lút theo dõi các bạn nha, <laughs> quan sát bạn từ xa hoặc là cái người này họ đã từng bị người khác phản bội ha. Nào. Người này uh, mình thấy có thể là họ cũng là một người trong tình yêu rất là sợ bị phản bội hoặc là ở đây mình thấy có một số bạn là có những cái người nào đó họ muốn hãm hại hoặc là họ muốn lừa đảo gì đó thì họ đang suy nghĩ làm cách nào để có thể cho bạn vô trồng cho nên là bạn cũng chiếm giữ vị trí độc tôn trong lòng những cái người này lúc này nha. Cho nên các bạn hết sức cẩn trọng để tránh bị người khác lợi dụng. Ừ. Và quay trở về với đối tượng ở đây thì cái đối tượng ở trong cái bài này cái người này là một người mang năng lượng nữ. Ừ. Người này thì mình thấy họ là một người có khả năng ăn nói rất là hay thông minh nhạy bén ăn mặc cũng rất là sắc sảo hay là một người có gu thẩm mỹ cao khôn khéo và có sự tự tin được nhiều người săn đón và rất là thích biển họ có thể là họ cũng hay đi công tác nhiều và và người này mình thấy có khả năng là họ cũng có sự nghiêm túc ha à, và có thể là nhìn họ khá lúc đầu có thể nhìn họ khá là khó gần à và đối tượng này thì mình thấy họ làm gì cũng trong sự âm thầm lặng lẽ hoặc họ không có chia sẻ những cái suy nghĩ của họ ra bên ngoài mà họ luôn có sự gọi là um, sống nội tâm một chút um. che giấu những cái điều gì đó mà họ trong lòng họ có sự khắc khoải kiểu vậy um. ít khi chia sẻ thật sự với người khác ha, về nỗi lòng của họ và cái người này mình thấy họ có sự yêu thương gia đình cha mẹ và có thể là họ có là giống mẹ của họ um. À, một số bạn các bạn đã kết hôn rồi thì đó là người phối ngẫu của bạn là vợ của bạn đó hoặc một số bạn có khả năng là mẹ của bạn của các bạn đang yêu thương đang nhớ thương về các bạn rất là nhiều à, ở đây thì mình thấy cái người này là một người mang nguồn năng lượng của sự yêu thương một người mẹ một người vợ một cái người có khả năng lo chu toàn cho gia đình ha. À, giỏi việc nước đảm việc nhà rồi là một người có cái quyền năng có cái vẻ đẹp tự nhiên à, có một cái sự gọi là tinh tế sang trọng khí chất À. và người này mình thấy họ rất là yêu thương họ hướng về gia đình họ rất là muốn được kết hôn ha ừ. họ luôn muốn mọi thứ có sự hài hòa luôn muốn mọi người có sự hạnh phúc để làm người có tấm lòng cao đẹp à. và họ rất là yêu thiên nhiên ừ. người này thì mình thấy họ thích sông suối ao hồ đó và đây là một người đang có những cái sự vướng mắc phân dân hoặc là đang có những cái vấn đề gì đó mà họ đang ngần ngại do dự à, phân dân giữa hai hướng đi hai quyết định hoặc là đang có sự hơi bị hoang mang về tương lai phía trước À, không biết mọi thứ như thế nào hoặc thậm chí có khả năng một số bạn là các bạn quen xa cho nên hai bạn chưa có thể gặp mặt được nhau mình thấy là như vậy ở đây người này mình thấy họ có sự sáng tạo ha thông qua bài hát thông qua lời lời nói tiếng hát thông qua cái suy nghĩ của họ ừ, là một người có sự sáng tạo rất là cao hoặc công việc của họ liên quan đến sự sáng tạo người này có thể là họ cũng hay tập thể dục ha họ cũng có khả năng là một người múa hay múa giỏi múa đẹp ha hoặc là đây cũng là một người có một cái sự uyển chuyển nhẹ nhàng à. họ cũng là một người có một cái sự gọi là dáng um, dấp của họ có vẻ hơi, khá là thon gọn ha à, bởi vì cái người này họ hay hoạt động um, họ hay um, tập thể dục hay gì đó vân vân mà đây là một người họ có cái trực giác khá là cao à, họ hay lắng nghe tiếng nói bên trong của mình người này thì nói chung là họ đang có trong quá trình của sự chuyển đổi gì đó có một cái sự chuyển hướng hoặc là sự phát triển mạnh mẽ và họ đang cố gắng học hỏi nhiều hơn phát triển nhiều hơn học tập nhiều hơn nâng cao kiến thức nhiều hơn mỗi ngày một người gọi là rất là chịu siêng học và có kiến thức có sự nhận thức kỹ lưỡng ở đây một số bạn là người yêu của nhau thì bạn chiếm vị trí độc tôm trong lòng họ thì trong lòng họ thì họ luôn nghĩ bạn là một người hai bạn khá là xứng đôi vừa lứa ha à, trong lòng họ họ nghĩ bạn là một người giỏi ăn nói nè một người uh, thu hút hút hấp dẫn khéo léo à, có duyên ha là một người tài năng và tà, có khả năng uh, lãnh đạo tốt vững chắc về mặt tinh thần và cái người này họ rất là yêu thương bạn họ rất là muốn được kết hôn hoặc là muốn có nhiều thời gian hẹn hò gần gũi đi chơi đi biển với bạn họ rất là muốn có một mái ấm gia đình mười tiền với các bạn ha ừ họ xem bạn là gia đình và ở đây mình thấy họ đang cảm thấy thiếu thốn nha à, có khả năng trong lúc trước thì có khả năng họ thấy là đây là một cái tình yêu mà cảm thấy rất là đông đầy và tiến đến hôn nhân với nhau nhưng gần đây họ cảm thấy hơi bị thiếu thốn thiếu sự quan tâm của bạn à, có thể là họ cảm thấy bạn đang quan tâm nhiều đến công việc hoặc bạn có sự dành thời gian một mình khá là nhiều không có nhiều thời gian dành cho họ cho nên họ rất là nhớ những cái khoảng thời gian hạnh phúc đó ha và có một số bạn thì ở đây cái người này họ đang cố gắng um, cân bằng hoặc có đang có những cái sự phân dân là họ đang tìm hiểu là bạn đang như thế nào tại sao dạo gần đây bạn hơi bị um, Im lặng hoặc là có một vài bạn cái nó chia tay cũng có ở đây à mình thấy cái nó chia tay thì không có quá nhiều đâu à À, bạn chính là cái người giúp cho họ có sự cân bằng đó Tại vì họ hơi trong trên, họ cảm thấy à, lẻ loi hoặc là có khả năng một số trường hợp Cái người này họ đang bị cái vấn đề gọi là bị thiếu hụt tài chính hoặc là sức khỏe không được tốt Họ cảm thấy thiếu, không có sự đủ đầy cho nên họ rất là muốn được cái sự cân bằng ở đây ừ. Họ cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống của họ bị giảm xuống ha Có thể là họ bị thiếu sự quan tâm của bạn Cho nên mọi thứ nó không có được như ý họ mong muốn ừ. À, cho nên họ rất là cần bạn đắp đầy nữa, ha. họ cần nhiều sự nói chuyện với bạn, à, nó có một cái sự làm rõ với nhau hoặc là um, giúp cho họ có khả năng gọi là giải tỏa bớt những cái sự nghi ngờ hoặc là uh, lo lắng gì đó. Ừ. À, có một số bạn có thể là các bạn Có một số bạn là ngắt cái nó chia tay Thì có khả năng các bạn coi nhau là bạn Nhưng mà cái người này họ muốn hơn tình bạn Hoặc là một số bạn là crush của nhau thôi Chưa có bước vào yêu ha Cho nên cái người này họ muốn trên tình bạn Chứ họ không muốn trở thành bạn của bạn đâu I hope that you can forgive me a day One day thì có một số bạn tranh cãi với nhau gì đó rồi nhưng mà có thể cái cái người này họ có họ nhận ra cái lỗi sai gì đó của họ cho nên là họ hy vọng là bạn có thể tha thứ cho họ ừ. à mình thấy ở đây một số bạn đang có khả năng có một số người họ có sự lừa dối hoặc là phản bội bạn nhưng mà họ đang bị gánh phải cái nghiệp quả của họ rồi họ đang bị thiếu thốn hoặc là họ không có được đối xử tốt cho nên đôi khi họ nhớ về bạn họ nhớ về những gì bạn đã đem đến cho họ họ cảm thấy uh, hối tiếc ừ. bị uh, hối hận à, cho nên họ hy vọng bạn có thể tha thứ cho họ ừ. họ hối tiếc vì họ đã nói dối bạn à. ở đây thì uh, có thể là cái vấn đề đó ha bạn nào không có trong cái li, uh, có liên kết với cái thông điệp này thì các bạn có thể bỏ qua được ừ. hoặc là có thể là một số bạn mà ngắt kết nối chia tay thì uh, họ giống như là hai bạn chia tay rồi cái người này họ đòi chia tay nhưng thật sự họ không có muốn ha họ nói dối ha? kiểu như vậy uhm. chia tay thiệt thì cảm thấy buồn bã hoặc là cái những bạn đang yêu có thể là cái người này họ có nhiều vấn đề gì đó ha kiểu như là họ có khả năng là không cảm thấy ổn nhưng mà họ luôn nói với bạn rằng họ ổn bây giờ họ lại cảm thấy rất là cô đơn rất là cần bạn kiểu vậy uhm. hay là họ nói dối để bạn có sự yên lòng à ừ và họ nói rằng bạn với họ đã quá trẻ ha. lúc đó hai bạn chưa kịp suy nghĩ có những cái uh, suy nghĩ chưa đúng ừ. đây là những cái nỗi lòng của những người ngắt cái nó chia tay khá là đông họ đang xem lại những cái đoạn hội thoại những cái buổi nói chuyện giữa hai bạn ha xem đi xem lại nhiều lần ừ. là họ nhớ bạn rất là nhiều ha. ở này có thể áp dụng cho những trường hợp uh, yêu nhau cũng có là do nhớ người yêu quá cho nên lấy ra coi lại ừ. người này sống uh, khá là tình cảm ha mặc dù có thể nhìn họ khá là uh, ít nói hoặc là không có thể hiện tình cảm nhiều ha có sự hơi bị cá tính um, hơi thụ động trong tình yêu nhưng mà thực sự họ yêu họ để tâm họ quan tâm nhiều ở đây ở đây chỉ có tình yêu mới có thể hàn gắn có thể chữa lành ha tình yêu giúp cho các bạn có sự gọi là chữa lành về quá khứ những cái nỗi đau và cung cấp cho các bạn một cái sự an toàn một cái sự yêu thương bản thân giá trị của bản thân mình à, và các bạn được khuyến khích hãy yêu thương bản thân mình trong thời điểm này nhiều hơn ừ. thậm chí các bạn đang cảm thấy lẻ loi cô đơn và chống trải hãy yêu thương bản thân của các bạn ha. khi mà bạn có cái nguồn năng lượng yêu thương bản thân của mình rồi thì bạn mới có thể phát sức ra bên ngoài À, có một sự hòa hợp với năng lượng bên ngoài và nó và cuộc sống này sẽ có khả năng bạn là người thu hút những tình yêu những sự chuyển hóa những sự tốt đẹp sẽ đến với các bạn đó à, là như vậy và một số bạn các bạn cũng được khuyến khích khi yêu nha các bạn nên có một sự nói rõ ra những cái mong muốn hoặc là tình cảm của bạn để cho đối phương họ cảm nhận được và họ biết rằng bạn có sự trân trọng tình cảm của họ ha à, tình yêu mà gọi là ít nói, ít thể hiện thì có khả năng sẽ gây ra cái sự gọi là um, chán nản hoặc là lo sợ ha rồi từ đó tình yêu các bạn có vấn đề cho nên hãy uh, trao nhau những cái tình yêu thương sự yêu thương ha rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó Sự nữ kim ngưu song tử cự giải song ngư nhân mã rồi chữ cái trong tên n a v u l t g y dài m chữ c chữ x ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha, xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn, tụ 2 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi à bạn đang chiếm giữ vị trí độc tôn trong lòng của ai lúc này? Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người có một cái sự giỏi giang, nhẹ nhàng, tinh tế ha là một người có sự gọi là yêu thương, che chở, bảo vệ, chăm sóc cho người khác. À, các bạn rất là yêu thương gia đình cha mẹ đặc biệt có thể là mẹ bạn rất là quan tâm đến bạn luôn đó ừ. mình thấy các bạn là những người cũng có cái khả năng kiếm tiền ha, giỏi nhảy bán một số bạn có thể là bạn rất là thích uh, mua sắm vàng bạc đá quý hoặc là một vài bạn thì có thể là bạn uh, có tới hai nguồn thu nhập khác nhau ừ. bạn cũng là một người có cái sự vui vẻ hớm hỉnh ha. ở đây mình thấy dường như cuộc sống của bạn đang bị mắc kẹt hoặc là đang bị một cái vấn đề gì đó mà bạn cứ lo sợ, cứ nghĩ ngợi hoặc là bạn đang có một cái sự dây dưa về một cái suy nghĩ nào đó mà chưa có thể dứt ra khỏi được ha kiểu như vậy. ở đây mình thấy các bạn có một cái sự tập trung hơn vào tài chính, công việc các bạn. có thể cái vấn đề bạn đang nghĩ liên quan đến tình cảm, cho nên là bạn không có thể thay đổi được hoặc là không có thể gọi là giải quyết nó được thì mình thấy các bạn sẽ có sự tập trung vào tài chính, tập trung vào làm việc, nỗ lực. Các bạn đang có sự gia tăng những cơ hội kiếm tiền ha, gia tăng tài chính của mình, các bạn rất là muốn chăm lo cho gia đình của mình thật sự đủ đầy, đặc biệt cha mẹ các bạn rất là muốn báo hiếu rồi ha. À, ngoài ra một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn uh, uh, rất là thích trẻ con ha, có thể một vài bạn là cha hoặc mẹ đơn thân hoặc là bạn rất là các bạn có con riêng hoặc là các bạn um, rất là mong muốn có được những đứa con ngoan ngoãn dễ thương. À, các bạn cũng là một người mang trong mình một cái sự hồn nhiên vô tư trong sáng một người um, Ừ, rất là muốn uh, mọi người tốt đẹp với nhau và không có muốn gây hại cho bất kỳ ai hết ha. Ừ. rồi để mình xem coi um, bạn đang chiếm giữ vị trí độc tôn trong uh, lòng của ai lúc này. đây mình thấy người này họ đã từng trải qua những sự mất mát tổn thương gì đó rồi ha. họ đang có sự gặm nhấm những nỗi buồn trong quá khứ và người này họ rất là lý trí ha họ có sự gọi là tin tưởng họ đã trải qua rất là nhiều giai đoạn trong cuộc sống và cái người này khá là đa nghi nữa à, mình thấy họ rất là chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền trong thời điểm này là ừ. một người có cái uh, kỹ năng có khả năng có tay nghề ha có sự khéo léo và có sự gọi là đam mê học hỏi ừ. ở đây thì mình thấy là một số bạn là gia đình của các bạn đó à, cha mẹ các bạn ha hoặc là cái người này là người thương yêu các bạn À, hoặc cái người này họ cũng có sự đề cao về gia đình họ cũng hướng về gia đình có thể họ xuất thân từ một gia đình cũng khá là truyền thống một gia đình cũng có um, sự gọi là su, sung túc đủ đầy ha cũng có một cái sự dồi dào đó người này mình thấy dường như trong cuộc sống của họ họ rất là cô đơn ừ, họ có rất nhiều cơ hội để lựa chọn hoặc hiện tại họ cảm thấy đang có một sự trống trải hoặc họ đang nhớ đến bạn khá là nhiều đó ừ. có một vài bạn mình thấy có khoảng um, 40% là à, là những người mà các bạn đã rời xa, đã chia tay, kết nối hay gì đó ha. Ừ. Rồi, để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì bạn đang chiếm giữ vị trí độc tôn trong lòng của ai lúc này? Và tại sao? Thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng, các bạn nam xem trả bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại, các bạn nam cũng vậy ha. À, ở đây thì nói chung là gia đình của bạn là nhất ha ừ. Bạn chiếm vị trí độc tôn trong lòng gia đình các bạn hoặc là những bạn có uh, gia đình rồi thì đó chính là người phối ngậu các bạn đó ừ. à, Cái đối tượng ở đây thì mình thấy người này họ rất là mong muốn có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc yên vui và có một cái sự gọi là um, trọn vẹn và họ đang hướng về gia đình ha hoặc cái người này họ cực kỳ yêu thương gia đình luôn ừ. Và đây là một người có thể là họ có đang có những cái sự khó khăn hoặc có nhiều công việc để làm ha có nhiều vấn đề cần phải giải quyết hoặc là có những cái vấn đề về gia đình đó ha cần phải giải quyết trong thời điểm này ừ, đây là một người có khả năng là họ cũng có nhà có cửa hoặc họ đang xây dựng nhà cửa gì đó à, hoặc là đây là một người họ có khả năng làm những cái lĩnh vực công việc mà liên quan đến nhà cửa liên quan đến kiến trúc xây dựng vân vân người này thì mình thấy họ cũng rất là thích ở những cái nơi có nhiều hoa lá cây cành ha à, hoặc là nhà của họ có một cái khu vườn rất là đẹp ừ hoặc họ mong muốn có được cái điều này và cái người này họ có thể là quen với bạn trên mạng xã hội hoặc là ở đây mình thấy có thể là họ do mới vừa quen biết bạn thôi hoặc là họ đang có sự theo dõi bạn từ xa nha ừ. mà số bạn có khoảng cách cho nên là cái người này có thể họ cũng có một cái sự muốn tìm hiểu về bạn chẳng hạn hoặc là tìm kiếm thông tin về bạn và cái người này họ đang trong giai đoạn của sự cân bằng họ chữa lành về sức khỏe tinh thần thể chất à và họ cũng có ngoan cái nguồn năng lượng của sự chữa lành nữa họ có sự gọi là ổn định về mặt tinh thần rất là nhiều và đây là một người biết cân đo đếm biết đo lường biết tính toán ha, tỉ mỉ cẩn trọng à, và có một cái tâm thái rất là điềm đạm à, đối tượng này thì mình thấy có thể là họ hay bị cái chứng nhức đầu ha hoặc là họ rất là cũng rất là giỏi nấu ăn và trong cuộc sống của họ thì mọi việc của họ họ đều tự mình giải quyết ổn thỏa chứ họ không có muốn làm phiền đến gia đình ha mình thấy là như vậy nhưng mà trong cuộc sống của họ mình thấy dường như gia đình của họ cũng rất là quan tâm đến họ đó đây mình thấy cái người này là một người họ luôn nói lên sự thật ha à. và họ không có thích sự dối trá ừ. người này mình thấy họ có mang cái nguồn năng lượng của một sự bảo vệ một cái sự phòng thủ hoặc họ là một người luôn muốn bảo vệ những cái người thân yêu của mình họ có sự mạnh mẽ kiên cường và vững chắc ha đây là một người mình thấy là có thể là họ cũng hay tập thể dục hay gì đó hoặc là họ cũng biết giữ gìn sức khỏe ha có một cuộc lối sống lành mạnh ừ. và người này mình thấy họ tin tưởng vào trực giác của họ họ có trực giác rất là cực kỳ mạnh ha ừ. họ được ơn trên hướng dẫn thông qua cái trực giác sự mách bảo và cái người này họ có một cái sự sống trọn với niềm đam mê niềm vui niềm hạnh phúc ừ và họ thích niềm vui hơn ha họ có sự gọi là được ơn trên được cái thiên thần hỗ trợ cho họ rất là nhiều để họ có được cái niềm vui của mình người này khá là cao lớn và có sự rắn chắc có sự cứng cỏi hoặc có một cái thể hình khá là khỏe mạnh ở đây mình thấy cái người này là một người à, à, giỏi trong việc đưa ra những kế hoạch ha, là một người rất là soi nổi trong công việc rất là nhiệt tình à, một người lãnh đạo một người có chức có quyền ha à, một người lý trí dưỡng chắc và có một cái sự khẳng khái thẳng thắn à, và trong công việc thì họ rất là có sự chuyên môn cao họ rất là kỹ lưỡng và đây toàn là những cái người nắm quyền hành trong tay thôi ha, mình thấy là như vậy Ừ, có tiếng nói ha, trong cộng đồng trong xã hội hoặc là trong cơ quan à, và có thể mình thấy có tới hai người lượng nha nói ừ, số một số bạn có khả năng là người cũ và người mới à, hoặc là bạn được rất là nhiều người săn đón yêu thích bạn à, mình thấy là như vậy có hai người hoặc là một người mà hai tính cách ừ, nói chung là toàn là những cái người làm chủ cuộc đời của mình những người giỏi giang và một người thì khá lý trí một người thì có một cái sự đam mê nhiệt tình ha. À, soi nổi hoặc là rất là đam mê mãnh liệt trong tình ái ha. Mình thấy như vậy và có sự sáng tạo cao thì à, tại sao bạn lại chiếm vị trí độc tôm trong lòng người này bởi vì à, mình thấy là à, cái người này họ rất là khát khao thèm muốn cái sự chăm sóc của bạn họ rất là thích được bạn chăm sóc được bạn quan tâm ha à, họ cũng rất là quan tâm đến các bạn ừ họ cảm nhận được cái nguồn năng lượng dịu dàng nữ tính nhẹ nhàng các bạn à, và họ muốn uh, uh, xây dựng cái mối quan hệ này có một cái sự vững chắc về tương lai à, họ muốn đặt cái niềm tin sự cam kết vào bạn họ muốn đầu tư thời gian và sức lực cũng như là sự quan tâm đến bạn à, và đồng thời ở đây mình thấy uh, họ hướng về bạn rất là nhiều nha và họ muốn có khởi đầu mới gì đó với các bạn muốn có một cái sự nở hoa trong cái mối quan hệ này ừ. hoặc là muốn nâng thân cấp cái tình cảm này đi lên À. tuy nhiên mình thấy có khả năng là à, có một vài bạn là cái người yêu đang yêu các bạn họ đang hướng về các bạn nhiều hơn là cái đối tượng cũ nha à mình thấy là như vậy có thể là cái đối tượng cũ họ thương họ nhớ về bạn nhưng mà họ không có còn tiếp xúc tương tác hoặc họ có sự làm ngơ ha dưỡng dưng nhưng mà trong lòng thì vẫn còn nhiều cái dấu ấn bởi vì bạn đã đối xử với họ rất là tốt rất là nhẹ nhàng nhân ái ngọt ngào ha quan tâm và thấu hiểu à, mình thấy là như vậy và ở đây thì mình thấy là bạn chiếm vị trí độc tôn trong lòng những người này bởi vì á, họ rất là khao khát đam mê về chuyện tình ái của các bạn ha họ khi bạn khiến cho họ có những cái sự gọi là uh, trở nên um, rạo rực hơn <laughs> uh, bùng cháy tình yêu ngọn lửa nhiệt tình và uh, không ai có thể khiến cho họ có cảm giác này ngoài bạn cả ha mình thấy là như vậy ừ, cho nên bạn chiếm giữ cái vị trí à, đọc tôm trong lòng của họ lúc này ừ, Ở đây thì mình thấy có một số bạn là cái người cũ nè Họ không có thể hiện hành động bất cứ điều gì khi mà người khác nhắc nhớ về bạn ừ. Họ tỏ ra là họ không quan tâm nữa ha Họ không cần đến nữa nhưng mà trong lòng vẫn còn nhớ ha à rất ờ, là nhớ, nhớ kỹ cái ngày đó ha à, có thể một số bạn yêu nhau thì cái ngày hai bạn hẹn hò lần đầu tiên hai bạn nói nói tiếng yêu hoặc là lần đầu tiên gặp mặt hoặc là bạn nào nghe cái nói chia tay thì họ nhớ chi tiết um, về cái ngày hai bạn có sự tranh cãi và rời xa nhau và đối với họ thì bạn là cái người có thể đến gần họ bất cứ um, hơn bất cứ ai kiểu như vậy bạn đến gần họ hơn bất cứ ai ừ. à, kiểu như không ai có thể gọi là gần gũi với bạn à, gần gũi với họ như bạn bạn đem đến cho họ cái sự chăm sóc sự quan tâm sự ấm áp ừ. và họ cũng là một người nóng tính hoặc là một người có sự gọi là đặc biệt hơn so với người khác hơi cá tính hoặc là ít nói hoặc là không có thể hiện nhiều nhưng mà bạn chính là cái người đã khiến cho cái người này họ cảm nhận được cái nguồn năng lượng ấm áp của các bạn Ừ. họ từ một con sư tử mà khi mà có một cái sự vòng tay âu yếm yêu thương của bạn thì họ trở nên rất là ngoan ngoãn giống như là một uh, chú cúng cưng vậy đó ha Mấy là như vậy ừ. bạn uh, có sự cảm hóa họ à, họ muốn nói với bạn rằng những bạn nào cách nó chia tay thật rất là khó để có thể để bạn ra đi như vậy mà không biết là họ phải đối mặt như thế nào họ phải gọi là đấu tranh như thế nào mới để cho bạn đi như vậy Ừ. bạn rời đi như vậy ha và họ chưa có sẵn sàng à ở đây có một số bạn là muốn kết hôn thì cái người này chưa sẵn sàng để kết hôn tại vì có nhiều việc phải lo à, hoặc là những bạn nào mà gọi là ngắt kết nó chia tay thì người này họ chưa có sẵn sàng để có thể quay quay về với các bạn đâu à. họ còn công việc họ còn sự nghiệp họ có nhiều tham vọng trong công việc của mình hoặc có nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong thời điểm này à. Ừ. We both know I'm not the one for you. Cả hai bạn những bạn nào mà gọi là cái nói chia tay là mình thấy người này có rất là nhiều điều muốn nói, tại vì không thể gặp gỡ được nhau nữa, chia tay rồi nên sẽ có cái thông điệp của những người các cái nói chia tay khá là đông ở đây ha. Còn những bạn yêu nhau ngày nào không nói chuyện, cho nên là có nhiều là có khả năng thể hiện hết rồi. Ừ. À, họ biết rằng hai bạn không có dành cho nhau, hai bạn có sự khác biệt lớn. Kiểu như là họ muốn cái này nhưng mà bạn lại không muốn ha, kiểu như vậy à, Họ muốn um, có được cái sự gọi là làm chủ trong cuộc chơi tình yêu này Nhưng mà bạn thì bạn muốn một cái tình yêu mà xây dựng hôn nhân gia đình à, Họ muốn được, bạn đứa muốn được thoải mái tự do trong tình cảm Không có muốn bị ràng buộc, bị ép buộc Hoặc là bị làm nô lệ hay gì đó Hay cái người này với bạn nó có sự khác biệt với nhau ừ, Mặc dù vậy thì trong lòng họ luôn có những cái ấn tượng sâu đậm và khó quên Ừ rồi để mình xem qua đối với những bạn mang năng lượng nam sang trả bài thì bạn giữ vị trí độc tôn trong lòng của ai lúc này tại sao mình thấy người này trong cuộc sống họ có rất là nhiều những cái sự gọi là đấu tranh hoặc là tranh cãi hoặc đây là một người có khả năng là uh, trong bất kỳ mối quan hệ nào bị chia tay các kết nối là cũng do cái sự tranh cãi mà ra và có thể họ cũng hơi háo chiến háo thắng một chút ha người này mình thấy thì có thể là họ là một người biết uh, dự tính Biết lo xa, là một người biết lên kế hoạch cho cuộc đời của mình Và họ biết bắt tay vô hành động, họ là một người có sự tự lực, độc lập Họ biết mình còn phải làm gì để thay đổi tốt hơn Hoặc họ đang có sự ngóng trong uh, tin tức từ bạn Có thể năm một số bạn đang quen xa, đang yêu xa ở đây ha Một số bạn là quen người nước ngoài, sống hai quốc gia khác nhau khá là đông Và ở đây mình thấy cái người này là một người họ có tất cả Họ có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình rồi Nha hoặc đây là một người họ có sự được bảo vệ an toàn bởi ân trên và người này thì mình thấy họ cũng khá là xinh đẹp quyến rũ ha một người độc lập tài năng có cái sự gọi là phát triển bản thân và người này mình thấy dường như họ đang ở trong cái trạng thái của sự gọi là rời khỏi những cái điều gì đó mỏi mệt hoặc là họ muốn rời khỏi quá khứ đau buồn À, họ muốn rời khỏi những cuộc chiến họ không có muốn chiến tranh họ không có muốn gây hấn họ không có muốn tranh cãi trong tình yêu họ không muốn được có sự bình yên họ muốn có sự gọi là hài hòa họ muốn đi về tìm về cái bản chất thật sự bên trong của mình cái sự tốt bụng sự nhẹ nhàng của mình à, có thể cuộc sống gây ảnh hưởng cho họ quá nhiều điều khiến họ mỏi mệt hoặc là trong tình yêu họ có quá nhiều nỗi sợ à, hoặc là cái người này họ đã từng có một cái mối quan hệ rất là đậm đà à, xây dựng rất là lâu năm nhưng mà cuối cùng lại không có kết quả cho nên họ có sự rời đi ha mình thấy là như vậy đây là mọi người họ đang cố gắng gìn giữ những gì thuộc về họ ha công việc tài chính uh, tài sản gia đình vân vân đây là một người có sự kiểm soát khá là cao và bây giờ họ đang bị áp lực vấn đề tiền bạc họ đang cố gắng tiết kiệm họ đang cố gắng làm ra tiền bạc họ có khả năng cũng có tài chính đó ừ. họ có tài khoản tiết kiệm ở đây ha ừ. Và họ đang cố gắng mọi thứ giữ mọi thứ một cách an toàn cách ổn định hoặc một số bạn các bạn quen các bạn biết cái người này là ai là người yêu các bạn cái người họ đang cố gắng giữ cho cái tình yêu này, nó ổn định nó vững chắc họ không có muốn gây hấn tranh cãi với bạn nữa đâu người này mình thấy là họ là một người có niềm tin rất là vững chãi ha à, khi mà họ tin tưởng họ cố gắng họ nỗ lực thì họ đạt được cái thành công lớn đó là như vậy và đây là người rất là thích ham học hỏi đọc sách nghiên cứu rồi đó ừ. và ở đây thì mình thấy họ là một người có sự tha thứ ha tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho chính mình những cái lỗi lầm xưa cũ củ của họ kiểu như vậy và người này mình thấy họ luôn có sự cố gắng giữ cho mình cái tâm thái của sự bình yên yên ổn để không có quán ghét hoặc là tranh cãi với bạn hoặc là với người khác kiểu như vậy ha ừ. Họ biết thiền định, họ muốn có sự hòa bình, yên bình, có sự hòa nhã và ấm áp ở đây Tại sao bạn lại chiếm vị trí độc tôn trong lòng của họ lúc này? Bởi vì đối với họ bạn là một người vững chắc ha? và họ có sự ngưỡng mộ bởi vì bạn là một người có khả năng là giỏi kiến thức thâm sâu và có khả năng là bạn có nguồn tài chính cao, bạn làm ra tiền lương cao, bạn giỏi giang và bạn là cái mẫu người mà họ tìm kiếm, cho nên là trong lòng họ thì họ luôn giữ bạn trong lòng, trong tâm trí của họ và ở đây thì người này họ có một cái sự giữ gìn bản thân kiểu như là có một số bạn trong cái mối quan hệ cái người này họ cố gắng không có để bản thân của mình bị người khác quyến rũ <laughs> kiểu như vậy hoặc là trong mối quan hệ này thì mình thấy họ luôn cố gắng giữ cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại trong cái tình yêu này. Và ở đây mình thấy họ cảm thấy như bạn là một người có sự chủ động uh, chia sẻ niềm vui nỗi buồn bạn đang khiến cho họ hạnh phúc hơn, uh, bạn giúp cho họ có sự cân bằng hơn ha và họ cảm thấy rất là vui khi mà có được bạn, bạn giống như là một cái người tâm giao, một người thầy, một người bạn, một người yêu ha uh, dành cho họ vậy đó. Ừ. À, ở đây người này họ đã từng tổn thương, đã từng nhức nhó, đã từng đau đớn ha. nhưng mà nhờ có bạn mà giúp cho họ trở nên kiên cường hơn, trở nên cân bằng hơn, trở nên có cái sự tin tưởng về tương lai hơn và có sự tập trung hơn vào cuộc sống và có sự nở nụ cười ở đây à, cho họ cái sự hy vọng mà một về một tương lai tươi sáng và giúp cho họ có sự thay đổi bản thân kiểu như là cái người này quen bạn thì mình thấy có khả năng là các bạn cũng có những cái lúc mâu thuẫn gì đó nhưng mà khi mà quen bạn cái người này họ dập tắt được cái cái chứng bệnh của họ kiểu như là hay hay đa nghi hoặc là hay tranh cãi hay khó chịu ha hoặc là hơi bất đồng ừ. thì mình thấy là như vậy người này họ rất là muốn kết thúc cái khoảng cách giữa hai bạn ha ừ họ muốn thay đổi ha họ muốn có một cái điều gì đó mà gọi là thay đổi giữa hai bạn hoặc là họ muốn bạn uh, sẽ đặt tan cái khối băng uh, kìm giữ bạn uh, kìm giữ cái hành động của các bạn mà họ muốn bạn có sự hành động nhiều hơn biết suy nghĩ hơn và chủ động nhiều hơn với họ trong thời điểm này ha hay như vậy và có thể là bạn cũng muốn cam kết với họ cho nên là họ giữ cái tình yêu này có một sự nghiêm túc có sự đầu tư à ở đây có một số bạn á cái nói chia tay thì có khả năng là cái người này họ mặc dù hai bạn không còn gặp đỡ được nhau nữa nhưng mà họ vẫn còn nhớ họ vẫn còn sốc họ vẫn còn xúc động họ vẫn còn buồn vẫn còn những ký ức quá khứ cũ ha nó luôn có sự hiện về với họ và họ luôn phải cố gắng cân bằng để bản thân không có trở nên gọi là à, quá tổn thương quá đau đớn ừ. lần này mình thấy dường như là họ đã tha thứ cho bạn ha, và cho họ rồi họ đã tha thứ làm hòa với quá khứ rồi họ ước gì họ đã đối xử với bạn tốt hơn hoặc là có một số bạn yêu nhau cũng như vậy họ cũng ước gì họ đối xử với bạn tốt hơn họ không có trong quá khứ có thể họ đã làm cái điều gì đó khiến bạn buồn á ừ. họ che giấu mọi thứ họ che giấu cảm xúc thật của họ ha hai bạn ở đây có một số bạn cái nói chia tay hai người tỏ ra là rất là bình ổn rất là bình thường nhưng mà thực sự trong lòng ai cũng có những cái nỗi niềm riêng cũng có những quá khứ tổn thương buồn bã còn nhắc nhớ về nhau nhưng mà luôn giữ cho mình cái sự gọi là kiên định và không muốn quay về Họ rất là muốn nói với bạn tất cả những gì mà họ đang cảm nhận ha đây là thông điệp dành cho những bạn gọi là ngắt cái nó chia tay thậm chí những bạn đang yêu nhau có thể cái người này họ có những cái nỗi niềm họ rất là muốn chia sẻ với bạn ha Nhưng mà họ đôi khi cũng ngại sợ chia sẻ không khéo thì lại chia tay bạn không hiểu thì lại buồn bã nữa ở đây thì à, à, có thể là cái người này họ nghi ngờ ha những bạn yêu nhau thì có khả năng à, thậm chí những bạn ngắt cái nó chia tay cái người này họ đang có những cái sự nghi ngờ họ không biết là bạn có thật sự thật lòng hay là bạn đang tập trung vào công việc hay là bạn đang gọi là có một cái mối quan hệ mới quan hệ khác cho nên cái việc mà gọi là tìm kiếm sự thật khiến cho cái người này họ rất là vội vã và gây cho cái tình yêu này một cái điều gì đó mà tổn thương cho bạn ha kiểu như vậy họ đang tự hỏi liệu bạn có thật sự hạnh phúc khi mà không có họ hay không và họ che giấu họ thực sự là ai à, đối với bạn Ừ, có thể là họ chỉ họ theo mặt nạ với bạn. À, kiểu như là họ yêu nhiều nhưng mà họ không thể hiện nhiều quá, à, họ sợ mất giá hoặc là à, có một số bạn cái nó chia tay là hai bạn có sự khác biệt gì đó. À, họ cố gắng làm, làm, làm thỏa mãn bạn nhưng mà thật sự đó không phải là con người thật của họ. Thế là họ hơi nóng tính nhưng họ cố gắng chiều bạn nhường, nhường nhịn bạn nhưng mà sau đó chịu hết nổi rồi phải bung ra thôi hoặc là có những gì đó mà họ họ có sự gọi là kìm hãm để vì làm cho bạn vui nhưng mà đến tới lúc mà họ không còn khả năng, không còn cái um, sức chịu đựng nữa thì họ sẽ có sự bùng nổ ha kiểu như vậy. Nói chung họ có cái gì đó um, không có thể nói ra cho bạn hiểu được. Ừ. Đây là thời điểm cho họ chữa lành ngay bây giờ ha. có thể là một số bạn đang yêu nhau cái người này họ vẫn còn những nỗi ám ảnh, những nỗi sợ, những nỗi lo cho nên đôi khi có khả năng yêu bạn họ cũng hay gọi là um, vô tình khiến bạn buồn á. Ừ, chứ họ, họ không có muốn ha, nhưng mà do họ bị ảnh hưởng á, trong quá khứ. Á. Ừ, bây giờ họ đang cố gắng chữa lành ngay bây giờ họ đang cố gắng cân bằng không có muốn làm cho bạn buồn, không có muốn gây hấn với bạn nữa. Không có muốn tranh cãi với bạn nữa ha. Thì đây trở bài chung không thể nào mà gắn kết với bạn một trăm phần trăm được cho nên là cái nào bạn thấy phù hợp thì bạn liên kết còn không thì thôi ha xem vui giải trí thôi su lớp ha à, hãy chọn tình yêu bạn luôn có sự lựa chọn à, nhưng mà hãy chọn cái um, lựa chọn của bạn liên quan đến tình yêu à, ở đây các bạn được khuyến khích um, hãy chọn yêu bản thân và yêu đối phương các bạn à, đừng chọn nỗi sợ đừng chọn nỗi lo đừng chọn sự đa nghi tiêu cực để rồi bạn À, mất đi cái tình yêu mà bạn thực sự có sự cố gắng gìn giữ hoặc ừ. là mất đi cái tình yêu mà thực sự thuộc về bạn ừ. khi mà bạn biết chọn tình yêu khi bạn biết yêu thương bản thân thì bạn sẽ tránh được những cái người thật sự không thương bạn không dành cho bạn ha à. và khi mà bạn biết chọn tình yêu thì bạn sẽ tránh được những cái sự gọi là uh, nghi ngờ là người yêu của các bạn ha à. à, nghi ngờ cái người đã đối xử tốt với các bạn ha à. ừ. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn của người đó Khi bạn chọn tình yêu thì bạn có thể hiểu cho đối phương của bạn hơn à. Bạch Dương song tử Bảo Bình Bọ Cạp Market Cự giải Rồi chữ cái trong tên chữ J, W, chữ H, chữ Y dài, bờ Y ngắn, A, g tờ và v. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tù 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tù 3 để xem coi à, Bạn đang chiếm giữ vị trí độc tôn trong lòng của ai lúc này à, Tại sao? Và đây hiện cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tù 3 Các bạn tù 3 là những người đang gọi là có một sự chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền là những người nỗ lực rất là nhiều không có thích bợ đỡ không có thích phụ thuộc không có thích dựa dẫm vào bất kỳ ai hết và bạn có thể kiến tạo nên một cuộc sống vững chắc an toàn và có sự ổn định về mặt tài chính tiền tài ha. À, một số bạn ở đây mà các bạn là những người có trực giác cực kỳ cao là những người có một cái sự gọi là có khả năng quan sát có sự thấu hiểu và đồng thời các bạn có được một cái đức tin rất là mạnh mẽ. Ừ. các bạn là những người có học thức và các bạn cũng thích tìm kiếm chân lý, thích đọc sách, thích nghiên cứu hoặc là một số bạn các bạn rất là thích uh, uh, đi đến những nơi ở linh thiêng như chùa hoặc là nhà thờ vân vân. một ừ. vài bạn các bạn có những cái hứng thú liên quan đến tâm linh tinh thần nữa ha. ha một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn là uh, một người làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần. Ừ. À, ngoài ra mình thấy các bạn là một cái người dẫn đường so lối cho người khác một người rất là nhiều những cái sự thông tuệ ha sự sâu sắc đã trải nghiệm rất là nhiều điều và bạn đúc kết kinh nghiệm cho bản thân của mình một số bạn đang rất là mong muốn có một cái chuyến đi có thể đi du lịch hoặc là mong muốn mọi việc trong cuộc sống của bạn có sự suôn sẻ hoặc rất là mong muốn chuyện tình yêu của các bạn nó có sự gọi là cặp bến ha, kiểu như vậy nó không có còn lên đơn nữa <laughs> ở đây mình thấy các bạn là những người chân thành ừ có sự nhạy cảm cao và rất là yêu thương à, và trong tình yêu á, thì mình thấy các bạn rất là lãng mạn ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn đang cảm thấy hơi bị bế tắc hoặc đang bị mất phương hướng một cái điều gì đó cái thời trong tình cảm bạn không biết là mọi thứ nó sẽ như thế nào ha mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hay không giờ bạn có tìm được người như ý hay không hoặc là cái đối tượng của bạn họ có thực sự yêu bạn hay không vân vân ừ hoặc là một vài bạn dạo gần đây là các bạn hơi bận rộn hoặc là bạn hơi mệt mỏi không có nhiều thời gian để có thể chăm chút hơn cho bản thân hoặc là cho tình yêu ừ. rồi để mình xem coi uh, bạn đang chiếm vị trí độc tôn trong uh, lòng của ai lúc này ở đây mình thấy cái người này cũng là một người sống tình cảm ha ừ. uh, nhưng mà mình thấy có khả năng cái người này họ tình cảm hơn bạn bạn có phần thực tế hơn cái người này và đây là người họ có lòng biết ơn to lớn về những gì mà họ có được trong cuộc sống họ rất là yêu thương cha mẹ và là một người có một sự gọi là thích quan tâm chăm sóc bảo vệ mọi người ha có nguồn năng lượng của sự dung dưỡng à, và đối tượng này mình thấy họ rất là thích hoa lá cây cành ừ. họ có thể làm việc cũng rất là nhiều à, họ chăm chỉ họ nỗ lực và đôi khi họ có khả năng là ôm hết cái vấn đề của người khác vào mình bởi vì đây là một người họ có sự thích cho đi nhưng mà họ không có biết cân bằng cho lắm Ừ, cho đi quá nhiều đôi khi khiến họ kiệt sức và mỏi mệt à, người này thì mình thấy họ đang ở trong cái trạng thái của sự hơi bị mù mờ về mọi thứ hoặc họ có những cái giấc mơ hoặc có những cái sự nhiều đêm trần trọng mất ngủ gì đó ừ. hoặc cái người này họ hay mơ thấy bạn nha mình thấy đây là một người uh, có một cái sự điềm tĩnh điềm đạm ừ. người này rất là mong muốn có được một cái tình yêu ha cùng với người yêu của mình có những cái đêm ngắm sao trăng hoặc là có nhiều thời gian chất lượng hạnh phúc bên nhau đấy là như vậy và trong tình yêu mình thấy họ có sẽ có một sự dốc hết lòng hết sức để tình yêu nó có sự gọi là phát triển ha cho ừ. để mình xem coi đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì à, bạn đang chiếm giữ vị trí độc tôn trong lòng của ai lúc này tại sao thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha À, ở đây mình thấy người này là một người có tài sản, ha. họ có khả năng là rất là chăm chỉ, họ luôn có những cái định hướng lâu dài cho tương lai của mình là một người cần mẫn, kiên nhẫn và kiên trì và cái người này thì mình thấy họ cũng là một người có rất là nhiều những mơ ước những cái khát khao hoặc là họ, họ cũng hơi bị tham vọng hơi có tinh thần gọi là ham muốn nhiều thứ ha hoặc là hiện tại trong cuộc sống họ, họ đang có rất là nhiều điều phải lo phải nghĩ có nhiều điều vướng bận gì đó trong thời điểm này đôi khi họ có khả năng hơi bị mông lung hoặc là họ có rất là nhiều dự án kế hoạch gì đó cần phải giải quyết và đối tượng này thì mình thấy họ là một người rất là thích mặt trời à, hoặc là đây là một người họ tâm điểm của sự chú ý được mọi người yêu thích và họ mang cái nguồn năng lượng tích cực và họ luôn có những cái kỳ vọng luôn có sự lạc quan về phía trước à, đối tượng này thì mình thấy họ là một người có một cái sự rõ ràng chính trực ngay thẳng trung thực có trách nhiệm trong cuộc sống. Ừ. Người này thì mình thấy họ không có thích sự gió trá ha. Ừ. Có thể họ làm những công việc liên quan đến giấy tờ, hồ sơ pháp lý gì đó. Hoặc à. đây là một người họ luôn có trách nhiệm với những gì họ nói, họ làm. Người này mình thấy họ có thể là một người quản lý hoặc là một cái người dẫn dắt người khác, một cái người truyền dạy kinh nghiệm, kiến thức có thể làm trong lĩnh vực giáo dục. Hoặc trong cuộc sống công việc của họ có sự hợp bàn khá là nhiều. À, hoặc họ, họ cũng có chức cao vọng trọng mà cái người này mình thấy dường như là họ cũng có niềm tin có đức tin mạnh mẽ hoặc là họ cũng là một người hướng về tinh thần ừ. một người thầy tinh thần cho người khác hoặc họ là người có đạo ha mình thấy là như vậy họ được ơn trên à, tổ tiên ông bà hỗ trợ cho họ rất là nhiều họ hay cầu nguyện cho người thân ừ. rồi tiếp theo đây là một người có những cái cảm xúc rất là nhiều hoa họ khá là nhạy cảm với nhiều điều họ có khả năng trực giác cực kỳ nhạy à. và ở đây thì mình thấy đây là một người có trái tim rộng mở ừ. họ có sự cởi mở họ có sự gọi là ừ, lan tỏa tình yêu và ánh sáng Và đối tượng này mình thấy họ thích sự hòa bình thích yên ấm thích một cuộc sống uh, dững chắc an toàn và đây là một người hả? hay cầu nguyện ha? cầu nguyện cho bản thân cầu nguyện cho mọi người à, cầu nguyện cho cuộc sống và có khả năng cầu nguyện cho bạn nữa và cái người này mình thấy họ đang có sự cố gắng sống thiện lương sống thiện lành sống tu tập họ cố gắng giữ cho bản thân của mình không có trở nên quán ghét hoặc là hờn giận bất kỳ ai hết à, đang cố gắng tiết chế những cái điều không tốt của bản thân mình à tại sao bạn lại chiếm vị trí độc tôn trong lòng của họ lúc này bởi vì cái người này họ họ hướng về bạn là hướng về gia đình nha hoặc một số bạn có thể là gia đình của các bạn á à, bạn chiếm vị trí độc tôn trong lòng gia đình các bạn nhưng mà ở đây mình thấy cái đối tượng này họ hướng về bạn là hướng về gia đình họ muốn xây dựng gia đình với bạn họ muốn có một cuộc sống hạnh phúc với bạn họ muốn làm chồng bạn nè ha hoặc thậm chí một số bạn là các bạn đã thành chồng vợ với nhau rồi ở đây mình thấy khả năng là cái người này họ đang có nhiều cái đêm mất ngủ trằn trọc uh, mệt mỏi gì đó ừ. hoặc họ có đang có những cái gánh nặng đang có những cái sự mâu thuẫn gì đó trong lòng của họ lúc này hoặc hai bạn có những cái sự chiến tranh lạnh tranh cãi gì đó với nhau hoặc có những cái điều gì đó khác biệt với nhau à, và cái người này họ muốn uh, chữa lành cái vấn đề này ha ừ. và ở đây mình thấy khả năng là họ đang uh, vướng 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 bận nhiều thứ đặc biệt là công việc và tài chính đó À, nhưng mà họ có một cái sự đầu tư thời gian công sức à, tình cảm dành cho cho bạn ừ. cho nên bạn chiếm vị trí độc tôn trong lòng của họ thậm chí có một số bạn là à, một người cũ nào đó ha ngắt kết nói chia tay rồi ừ. và có thể họ đang rất là hối hận họ đang có sự dằn vặt bản thân đang có sự đấu tranh tâm lý rất là nhiều ừ. họ có sự tập trung vào công việc và giả vờ như là không quan tâm nhưng mà thật sự trong lòng họ cũng rất là quan tâm à, họ thường hay nhớ bạn vào vào ban đêm À, hay thức khuya à, nghĩ đến bạn hoặc là hay ngủ mơ thấy bạn ha ừ, họ muốn nói cho bạn biết cái cảm nhận của họ lúc này ha và họ bắt đầu hiểu ra cái kết nối giữa hai bạn rồi Uh, cái việc mà tìm ra sự thật đã khiến cho cái người này họ có sự uh, hấp tấp um, Và có thể khiến cho cái tình yêu này nó hơi uh, mỏi mệt chẳng hạn um, Có sự thúc đẩy họ. họ Cái người này họ nghĩ rằng trong mối quan hệ này bạn có sự che giấu điều gì đó Hoặc họ muốn tìm sự thật gì đó um. Họ rất là bị thu hút bởi bạn ha À bạn rất là đẹp rất là xinh đẹp quyến rũ hoặc là khiến cho họ có sự đê mê cho nên họ bị thu hút vào bạn rất là nhiều à, họ đã đánh mất uh, sự uh, kiểm soát ha, trong một giây phút nào đó có thể một số bạn là ngắt kết nói chia tay cái người này họ rất là có nhiều điều muốn bày tỏ với các bạn về cái vấn đề này họ cảm thấy hơi bị hối tiếc hối hận hối lỗi bởi vì có khả năng đã gây ra những cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy buồn bã à, thất vọng I love you unconditionally nè à, Một số bạn ở đây là yêu hay không yêu hay là đang ngắt cái nốt chia tay Thì có thể là Tình yêu người này họ dành cho bạn là tình yêu vô điều kiện nha. À. Nhưng mà mình thấy ở đây Nếu như có một số bạn nào mà ngắt cái nốt chia tay Bởi vì có thể đối phương của bạn Họ có một cái sự hơi bị kỹ Có thể là cái người này họ yêu nhưng họ không biết kiểm soát Cái tình yêu này và khiến cho họ trở nên Hơi bị độc tài hoặc là độc đoán gì đó Khiến cho bạn mỏi mệt Ừ thì đó không phải là tình yêu vô điều kiện nữa ha mà họ ngộ nhận ha ừ, có một số trường hợp là như vậy rồi để mình xem coi đối với những bạn uh, nam xem trả bài thì uh, bạn đang chiếm vị trí độc tôn trong lòng của ai lúc này à, đây là một người họ là đang cố gắng ha uh, vươn lên trong cuộc sống họ đang cố gắng gọi là nỗ lực uh, thay đổi bản thân hoặc họ cuộc sống của họ cũng có rất là nhiều điều mỏi mệt họ đang cố gắng vượt qua và đây là một người có thể là họ có rất là nhiều những vấn đề đau đớn nghiệt ngã gì đó hoặc là họ đã chạm đáy nỗi đau họ đang rất là buồn phiền uh, kiệt sức ha người này họ đang cảm thấy khá là cô đơn họ còn thời gian một mình họ có khả năng đã từng bị người khác phản bội họ từng người khác đâm lén sau lưng vân vân người này đã đã trải nghiệm rất là nhiều điều cho nên họ rút ra rất là nhiều bài học kinh nghiệm và đây là người có sự lý trí ha tinh tế khôn ngoan và có sự hơi đa nghi uh, có sự uh, yêu âm nhạc yêu nghệ thuật ha, thế là như vậy thông minh và đây là một người rất là thích làm từ thiện thích giúp đỡ thích chia sẻ thích cho đi thích hỗ trợ mọi người và đôi khi những cái lúc mà họ khó khăn thì họ cũng được ơn trên hỗ trợ giúp đỡ cho họ và cái người này có thể họ thường hay à, mơ ha có những giấc mơ báo trước những giấc mơ gọi là à, mang đến những dấu hiệu gì đó hoặc cái người này họ rất là thích biển họ thích ở gần biển thích đi du lịch biển Đây, đây là một người họ đang có sự cố gắng lùi lại ha, ừ, chưa có dám bước tiếp. Họ đang cố gắng nhìn lại um, cố gắng gọi là cân bằng lại để không gây ra những cái hành động mà không tốt uh, hoặc, hoặc những hành động hối tiếc gì đó. Hoặc họ có sự kết nối với âm nhạc rất là nhiều người này rất là yêu âm nhạc, có khả năng họ biết đàn guitar hoặc là họ, họ có khả năng hát được hoặc là một người nghệ sĩ vân vân. Ừ. Đây là một người họ có lòng biết ơn sâu sắc với ơn trên hoặc họ có thể là những gì bạn đối xử với họ, họ đều biết ơn, trân trọng ha. Mà người này mình thấy họ cũng là một người có sự cân bằng trong thời điểm này đang cố gắng cân bằng. Họ có sự tin tưởng và sự hướng dẫn. Họ có khả năng có một cái sự kết nối mạnh mẽ với ơn trên hay được ơn trên hướng dẫn đưa ra cho họ những dấu hiệu hoặc là có cái trực giác cao để họ có thể biết mình cần phải làm gì trong thời điểm này ha người này mình thấy họ có sự tôn vinh vẻ đẹp của mình có thấy người này khá là đẹp hoặc họ là một người rất là yêu thương bản thân yêu thương chăm sóc bản thân khá là nhiều à, có thể cũng là một người chăm chúc cho vẻ đẹp sắc đẹp ở đây hoặc họ làm trong lĩnh vực liên quan đến sắc đẹp ha tại sao bạn lại chiếm vị trí độc tôn trong lòng của họ lúc này à, bởi vì ở đây mình thấy người này họ họ có tình cảm với bạn ừ. họ dành tình yêu cho bạn một cái sự thơ ngay và ở đây thì mình thấy là hai bạn có khoảng cách với nhau và họ đang nhớ bạn rất là nhiều đặc biệt những cái đêm trăng tròn ừ. họ cảm thấy quạnh vắng ha và họ rất là cho đi một cách vô điều kiện trong mối quan hệ với bạn một số bạn có khả năng là người yêu mới hoặc là có người cũ cũng có là cái người này họ muốn có một cái khởi đầu mới hoặc có một cái sự tăng tiến trong mối quan hệ này hoặc họ, họ hay luôn có sự cầu nguyện cho bạn cho họ ha cho tình yêu các bạn ừ. Rồi, ở đây có khả năng cái người này họ đã từng đau đớn trong tình cảm nhưng mà bạn xuất hiện khiến cho họ cảm thấy có niềm tin hy vọng trong cuộc sống hơn ừ. người này mình thấy đa số đây là những cái bạn yêu người yêu mới là nhiều ha là kiểu như người này đã từng đau đớn gì đó, bạn đến giống như đem đến cho họ cái tia sáng gì đó, bạn đem đến cho họ cái khởi đầu mới, bạn giống như là một cái uh, vị thần để đưa họ vượt qua những cái khốn cùng, những cái mù mờ, tăm tối trong cuộc sống của họ, trong đời sống tình yêu của họ, bạn giống như gã khổng lồ này nè, che chắn bảo vệ cho họ, cho nên là họ có sự cảm kích và họ trân trọng, họ muốn mối quan hệ này sẽ có một cái sự phát triển. À, họ muốn chu du đi chơi du lịch với bạn, họ muốn có một cái tương lai cam kết vững chắc với các bạn. Cho nên là trong lòng họ thì bạn là cái người chiếm giữ vị trí độc tôn và họ ngưỡng mộ, họ coi bạn là một người vừa giỏi giang, đảm đang quán xuyến mọi thứ một cách chu toàn, rồi biết lo làm ăn có công việc tốt ổn định. Ừ. Và ở đây thì mình thấy khả năng là chỉ có bạn mới có thể đáp ứng những nhu cầu những mong mỏi của họ ha, mình nói là như vậy. một số bạn có con cái thì mình thấy khả năng là con các bạn ha ừ, ở đây có một số bạn cái nói chia tay cũng có họ ước gì mọi thứ có sự khác biệt không có diễn ra như những cái điều đang xảy ra như vậy thì họ nói rằng cái thời điểm mà các bạn đã có với nhau thì nó chưa đúng hoặc cái thời điểm này chưa có phù hợp cho hai bạn ha Uhm, thông qua âm nhạc thì họ có thể cảm nhận được những cái thông điệp những cái lời nhắn của bạn đó uhm. Uhm, và họ đang có sự e ngại 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 liên lạc với các bạn ngại kết nối các bạn ở đây toàn là tâm tình của những cái người đã rời đi và không thể truyền tải qua lời nói trực tiếp được mà muốn trải thông qua những cái sự gọi là tâm linh tương thông uhm. họ biết rằng họ đã vượt quá giới hạn với bạn có thể là cái người này họ à, đã làm điều gì đó khiến bạn khó chịu kiểu như là cái giới hạn của bạn là họ bạn không có muốn à, mâu thuẫn tranh cãi nhưng mà có thể cái người này họ đã vượt quá cái điều đó ha. khiến cho bạn cảm thấy mỏi mệt ừ. hoặc là bạn vượt quá giới hạn với họ đó nha ừ. và họ đang xem đi xem lại những cái đoạn hội thọ những tin nhắn giữa hai bạn xem đi xem lại nhiều lần ở đây bởi vì có thể là họ nhớ ha ở đây các bạn được khuyến khích hãy có sự hành động như thể là cái người từ uh, người yêu của các bạn họ đang ở gần các bạn gì đó dù cho bạn có ai đó hay không trong cuộc sống các bạn thì hãy hành động như thể bạn đang ở với họ bạn đang hạnh phúc với họ À thì bạn có thể sẽ thu hút được cái uh, họ đến với cuộc sống các bạn ha, một cách gần gũi là một số bạn xa nhau thì các bạn cũng có thể gọi là tưởng tượng như vậy để bạn cảm thấy được an ủi các bạn cảm thấy ấm lòng các bạn cảm thấy không có đơn độc à. và bạn hãy luôn cảm nhận như vậy để bạn cảm thấy mình không hề cô đơn ha. và ở đây có thể năng lượng vũ trụ cũng nói với bạn rằng bạn không hề cô đơn trong cuộc sống bạn luôn có thần thánh bảo vệ che chở ủng hộ các bạn và cho bạn những lời khuyên phù hợp cho nên đừng có cảm thấy mình lẻ loi cô đơn chống chọi mọi thứ một mình ha các ngài rất là muốn tương trợ cho các bạn chỉ là các ngài cần bạn kết nối với niềm tin tưởng và cầu nguyện ha. mỗi lời cầu nguyện của các bạn im lặng hoài là không thể giúp được tại vì bạn có quyền tự do ý chí chỉ khi nào bạn mở miệng cầu xin thì các ngài có thể tương trợ giống như bạn đi mua đồ bạn im im người ta đâu có biết bạn muốn mua cái gì đâu mà đáp ứng ha kiểu như vậy cung hoàng đạo nói bật cho các bạn cự giải kim ngưu bạch dương nhân mã sư tử sử nữ ha rồi chữ cái trong tên chữ n chữ b chữ m chữ cờ chữ y dài chữ o chữ l chữ u chữ j chữ y ngắn và chữ s rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn